Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Lê Hữu Trung Vlog Và sau đây là bản tin mới nhất được cập nhật trong ngày hôm nay Người đàn ông 43 tuổi kiên trì ngâm mình trong thùng chất đầy đá lạnh Suốt 2 tiếng rưỡi với hy vọng lập kỷ lục thế giới mới Cắn răng ngâm mình trong bồn đầy đá lạnh Suốt 2 tiếng rưỡi để lập kỷ lục Anh Joseph Kelbert, 43 tuổi người Áo Đã đánh bại kỷ lục trước đó của mình Để thiết lập kỷ lục mới với 2 giờ 30 phút 57 giây ngâm trong thùng chứa đầy đá lạnh. Với thành tích mới, anh hy vọng sẽ tạo nên kỷ lục thế giới mới. Sự kiện diễn ra tại quảng trường chính của thị trấn Mel, phía tây Vena, Áo, hôm 5 tháng 9. Chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi trên người, anh Coppell đã đứng trong thùng thủy tinh lớn chứa hơn 200kg đá viên lạnh. Để chống lại làn sóng đau đớn do nhiệt độ bút lạnh của đá gây ra, anh Coppell cho biết cố gắng tập trung suy nghĩ bằng những cảm xúc tích cực Tôi đã chiến đấu với nỗi đau bằng cách tự hình dung và vẽ nên cảm xúc tích cực. Nhờ đó tôi có thể cầm cự suốt hơn 2 tiếng rưỡi, anh bao chia sẻ. màn biểu diễn của anh được thực hiện trước rất đông người tới theo dõi. Sau khi hoàn thành thử thách, anh được hỗ trợ đưa ra khỏi thùng thủy tinh. Anh nói cảm giác được ánh nắng chiếu trực tiếp lên ngực thực sự rất tuyệt vời. Người đàn ông đến từ áo hy vọng sẽ lập được kỷ lục mới vào năm sau tại Los Angeles của Mỹ. Trước đó kỷ lục Guinness thế giới về ngâm mình trong đá lạnh thuộc về một người đàn ông Trung Quốc có tên Song Hao Jin vào năm 2014. Người này hoàn thành thử thách trong thời gian 1 tiếng 53 phút 10 giây.